Mặc dù là tháng Tết với nhiều ngày nghỉ, nhưng theo số liệu báo cáo sớm của một vài địa phương, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2014 vẫn duy trì đà tăng khá thấp, tương tự như tháng 1. Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, CPI tháng 2 năm 2014 đã tăng 0,49% so với tháng trước. Đây là mức tăng thấp nhất của tháng 2 trong vòng 10 năm trở lại đây. CPI Long An có mức tăng mạnh hơn, nhưng cũng chỉ ở mức 0,76% so với tháng trước. Thông thường, nhu cầu mua sắm chuẩn bị Tết thường bắt đầu vào ngày 23 âm lịch và các mặt hàng bia rượu cũng tăng doanh số bán ra do thời gian nghỉ Tết kéo dài. Nhưng chỉ số CPI tăng thấp trong tháng vừa qua cho thấy sức mua hiện nay đang rất chậm. Trong rổ tính CPI ngoài nhóm lương thực thực phẩm có mức tăng trên 0,6% ở cả hai địa phương, các nhóm còn lại chỉ có mức tăng thấp hoặc không thay đổi. Đặc biệt giá ga giảm vào ngày 1 tháng 1 vừa qua đã đẩy chỉ số nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng của Hà Nội giảm 0,5% so với tháng trước. Đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tại địa phương. Theo đó, CPI của thành phố chỉ tăng 0,24% so với tháng trước. Trong đó tăng mạnh nhất cũng là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, trong khi nhóm nhà ở, điện nước giảm tới gần 1,5% từ tác động của giá ga.